Check in ngay, nhận quà liền tay. Tới ngay Shop Hero bốc thăm để nhận những phần quà hoàn toàn miễn phí và cơ hội giảm giá lên tới 30%. Chương trình áp dụng từ ngày 1 tháng 12 đến hết ngày 31 tháng 12 tại các cửa hàng của Shop Hero nha. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ôi, lộn đây, đó, xong rồi. Hôm nay mình đã chuẩn bị rất là nhiều bánh kẹo cho những bạn mình tới chơi. Mọi người có bánh kẹo nha, bánh cookie nè, bánh kem mà còn giảm sô cô la nữa. Ủa gì ta, coca nữa. Ủa, hình như tối tiếng gì đúng không ta? Ủa, tiếng chuông. Ủa, hình như bạn mình tới đó mọi người ơi. Rồi, mình tới đây, mình tới đây, mình đây. Ủa, hello mấy bạn. Mình chuẩn bị bánh kẹo hết trơn, người các bạn qua nhà chơi đi. Nè. Có bánh kẹo. Có chứ. Trời trời, đây đây các bạn ơi, hôm nay mình chuẩn bị rất nhiều đồ sô cô la luôn nha. Đây nè, bánh kẹo sô cô la nè, bánh quy nè và Coca Cola. Tụi mình ăn thoải mái luôn. Mấy bạn thích không? Mình rất là ăn bánh kem, các bạn nào thích bánh kem cứ nói mình nha, mình sẽ đưa mấy bạn nha. Đây, trời ơi, quá trời luôn. Hôm nay mình mở tiệc em bé trong nhà mình nè, mấy bạn thấy có dễ thương không? Đừng quên comment video cho mình biết nha. Đó, mấy bạn đừng lo, hôm nay nha, anh hai mình đi chơi rồi, không có gì, không có việc dành bánh đâu. Anh hai kỳ lắm, không hiểu sao anh hai tụi mình á, anh hai mình hay dành bánh lắm mọi người. Thì cái nét nó xấu gì đâu luôn. Anh hôm hai sao? Bạn toàn bắt nạt rồi tụi mình đâu mà. Trời, hôm bữa nha, mình đang ăn cái bánh ngon là anh hai bạn xin luôn cái bánh, ăn hết của mình luôn á. Thì đó nè. Bảo ơi, đấy không phải xin đâu, đấy là cướp luôn đấy. Đúng rồi. Nhưng mà không sao, hôm nay mình đã dụ anh hai mình đi chơi rồi, để tụi mình ăn thoải mái nha. Vô ăn thôi. Đây. Đây. Ăn bánh, ăn bánh. Gucci. Đi qua. Ủa? Trời ơi, mới đi chơi về mệt mỏi quá, có đồ ăn gì không Sammy? Trời, ủa gì vậy? Ủa anh ơi, em nhớ anh đi chơi mà sao anh ở trong nhà em vậy? Gì kỳ, hôm nay em tụi em mở tiệc. Trời trời chết rồi. Trời ơi, anh mới giờ đi chơi vậy. Bắn của tụi em, ủa gì vậy? À, nè, anh nói mấy đứa nghe, mấy đứa còn nhỏ không nên ăn nhiều gì đâu. Ăn nhiều vậy á là thế nào cũng sẽ bị mập giống như anh đó. Không được, không được. Đây, ăn ít thôi nha. Anh đi chơi tới đây, bye bye. Cái gì vậy? Trời ơi, trời, cái gì vậy? Mình có dự trữ ở trong vậy, tủ lạnh, thấy chưa các bạn, đừng lo nha. Có nha. Đây, mình mở tủ lạnh cho xem. Sammy thông minh quá trời luôn. Tất nhiên mình có người anh hai ham ăn rồi, là dễ mập ú nha anh hai mình. Mình phải chuẩn bị trước đúng không mấy bạn? Đó, đây mình mở tủ lạnh ra nè. Đó, mở ra. Ủa? Gì hết trơn rồi. Ủa? Ủa anh hai ơi, tại sao đồ ăn của em để trong tủ lạnh đâu rồi? Gì kỳ vậy? Lấy luôn tủ lạnh luôn. Ê, anh hai. Anh hai của cậu xấu tính quá. Anh hai của cậu xấu quá. Anh ấy đồ của tụi mình rồi. Sam ơi, nếu mà cứ thế này tụi mình cứ gặp nhau á, sao tụi mình tổ chức party? Anh hai cậu ăn hết rồi, làm sao tụi mình có tổ chức party được? Cậu đúng á mọi người, kiểu này tụi mình sẽ không bao giờ được ăn bánh ngon. Mà lúc nào anh hai mình cũng tới dành bánh kem hết á. Bây giờ tụi mình phải nghĩ cách. Bây giờ tụi mình phải vùng lên, không thể nào để anh hai ăn hiếp tụi mình được đúng không? Tụi mình là những em bé, nhưng mà tụi mình là những em bé thông minh, dễ thương, đáng yêu. Tụi mình sẽ chắc chắn sẽ tìm được cái cách nào đó để anh hai mình không còn ăn bánh kem mình nữa. Mình phải tìm cái phương pháp nào đúng không mấy bạn? Để mình đúng xem rồi, nào. Rồi. Vùng lên. Để xem nào. Anh hai mình á, thường thường á, hay dành bánh kem của mình, mình hay để trong tủ lạnh là anh hai hay lấy. Hay là bây giờ tụi mình phải tạo ra một căn hầm bí mật của em bé, mình sẽ giấu bánh kẹo vào trong cái căn hầm đó. Chắc chắn anh hai sẽ không bao giờ tìm được cái căn hầm đó và mình sẽ được ăn bánh mỗi ngày, các bạn được không, chịu không? Ui, cái này hay này. Xong rồi nha, mình sẽ để một cái bánh gọi là có thuốc sổ và lấy cho anh hai bạn đi vệ sinh liên tục luôn. Trời ơi trời, dữ cho thằng người ta. Nhưng mà vấn đề coi nhà bây giờ mình phải xây một cái hầm bí mật trước đã. Mấy bạn biết sao không? Mình có một cái nhà kho của mình. Đó, nhưng mà mình chưa sử dụng. Bây giờ đã có lúc để sử dụng rồi. Đây, bạn tới theo mình này, theo mình là đây. Đó. Đây, mình có đây. Đây. Bí mật riêng của bản thân mình luôn. Đây. Đây là một cái nhà kho của mình thôi, mình xây cho vui thôi, nhưng không ngờ hôm nay là dùng được các bạn ơi. Đây, nguyên cái đầu của mình nè, thấy đáng yêu không? Cái nhà bí mật này y chang bạn luôn. Tớ nghe bảo một người thông minh mới xây được hầm bí mật mà cậu xây được luôn. Tất nhiên, tớ thông minh mà. Nhưng mà cậu ơi, nếu mà cái nhà mà to như thế này thì anh hai cậu phát hiện thì sao? Ha, cũng đúng. Bây giờ ngôi nhà to như thế này mà mình để bánh kẹo trong này chắc chắn
trắng sữa rất dễ bị lấy. Để mình xem, bây giờ mình vô nhà thử nha. Đây, mình vô nhà giới thiệu với bạn ở nhà mình nha. Đây, đó. Quá trời đồ chơi luôn, đó. Cái đồ chơi nữa nè. Đó, các bạn lấy thoải mái nha. Đó, nhưng mà theo như bạn cái muốn đó cũng đúng. Ngôi nhà này quá là to nên hay mình thế nào cũng phải thấy. Hay là bây giờ mình xây một cái hầm bí mật ở dưới cái nhà này không ta? Mình xây một cái hầm bí mật ở trong ngôi nhà này được không? Hầm bí mật ở dưới lòng đất. Nghe thông minh đó, được, được không? Kiểu này anh hai mình nói thật luôn á, với cái sự nhỏ nhắn đáng yêu của tụi mình, anh hai sẽ không bao giờ chui, gọi là chui lọt được cái hầm bí mật của tụi mình đâu. Tại vì sao không? Tại anh hai mình mập lắm. Mập mập thù lô à, không bao giờ vô được đâu. Leo 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 rồi anh hai mập ủ rồi nay xấu xa. Đó, để xem nào. Bây giờ mình chọn đây, mình nghĩ tụi mình sẽ đào xuống đây nha mọi người. Bây giờ ba chị em mình sẽ đào xuống đây, sẽ làm một căn hầm bí mật cho mọi người. Mọi người đừng quên theo dõi nha. Ok, căn hầm bí mật siêu đáng yêu siêu dễ thương. Xin được phép bắt đầu xây nhà thôi. Xây thôi. Nha, thì đằng sau lưng nếu bạn thắc mắc lại là hình của ai thì mình sẽ để cho bạn Mesimi giải thích nha. Bạn Mesimi giải thích đi, là hình của ai nè. Ok, giới thiệu với tất cả mọi người, đây chính là anh hai của Sammy. Đúng rồi. Đó, đẹp trai đẹp nhất vũ trụ luôn đó. Đúng rồi. Đây là cả đầu đời mà anh hai khi sinh ra. Mọi người, anh hai với sinh ra anh hai đã cười rất là tươi luôn. Nên bác sĩ đã quyết định chụp bức hình này và phóng to ra để cho gia đình mình nhớ mọi người. Đó. Thật không ngờ anh hai mình là một cái mặt rất là dễ thương này. Các bạn thấy anh hai mà dễ thương không? Đừng quên các bạn video với mình nhắc nha. Rồi, bây giờ tụi mình sẽ trang trí từng phòng nha. Đây là phòng của mình đã xây xong. Đây cái phòng chống nè, còn phòng mặt giống cái phòng nào vậy? Cho mình biết với. Đây, phòng mình là phòng này. Đây, đây là mình trang trí cho. Đó. Rồi, ok. Còn đây phòng của mình. Ê, bạn Simi, bạn ơi Simi, làm dùng y chang này để cho đẹp nè. Đây, mình làm này. Okay, để mình phân chia nhà cho nó nhìn nó dễ mọi người. Đây, đây là phòng của mình nè. Sam ơi. Gì vậy? Bạn biết gì không? Cái cửa của bạn tới nhìn lạch, tới nhìn không có quen. Ủa? Lạch đá? Mình thấy bình thường mà. Có đâu, bình thường mà. Lạch đâu? Bị lạch một ô nè, đáng nghe cửa nó phải ở vị trí này nè. À, ok, trời trời. Bạn có mua rồi rất là ghét lạch nên mình sẽ chịu theo ý bạn nha. Đây, ok, đó lạch chưa? Đó. Ủa sao bên qua đây nó cũng lạch? Nó vẫn lạch, nó thiểu lắc bạn ơi. Thôi kệ đi bạn ơi, nói chung là có phòng là được rồi. Thôi bây giờ mình cùng trang trí nha mọi người. Đây, mình rất thích cái cửa màu gì ta, cái cửa màu trắng này. Đây, mình sẽ để cái cửa này. Cửa này có tự động mọi người đó. Chọt tay vô cái nó tự mở cửa, đỡ mệt mọi người. Đó, cửa tự động siêu đáng yêu luôn. Nhưng mà cái cửa của mình, nói chung mình tới mặt anh hai không. Anh có cầu dễ thương. Anh có cầu dễ thương. Thật sự là lúc mình nhìn ra ngoài cửa thì mình cảm giác mình nhớ anh hai lắm mọi người. Mọi người thấy có nhớ không? Nhưng mình nhớ lắm á. Thôi kệ, mình bỏ qua chuyện anh hai đi. Đó, rồi bây giờ mình sẽ xây căn nhà của mình nha. Đó, thì căn nhà mình là mình phải thích màu xám đúng không các bạn? Đó, mình sẽ chọn màu xám. Đây, mình sẽ dùng mấy cái này trang trí rất là đẹp luôn. Đây, mấy cái này là trang trí siêu đỉnh luôn mọi người. Đó, mình phải phát hiện ra mấy cái lắc này. Đây, trời ơi trời, mấy cái lắc này trang trí rất là đẹp được. Đây, cái chỗ mình sẽ trang trí một cái tấm thảm bằng cái rương nha mọi người. Đó, rất sáng tạo luôn. Đó, trời ơi, sáng quá. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ trang trí. Trời quá, tôi không nhìn thấy gì luôn ý. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ mấy cái rương. Đây, cái rương rất quan trọng, cái rương này. À, từ từ, mình nghĩ á, mình á, xây nhà an toàn, cái gì mà phải an toàn hết mấy bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái rương. Cái rương mật mã, mấy bạn phải có mật mã mới mực mở rương nha. Đó, rương này để mình bỏ riêng bánh quy thôi mấy bạn. Đó, bánh quy của mình. Ai mà cần mở cái rương này phải có mật mã mới mở được nha. Đây, mình sẽ để đây, mình sẽ để cái rương ở đây. Đó, mình nhấn mật mã vô mới được. Đó, mật mã mình rất là khó luôn, không thể nào mà gì ta ai lấy được. Đây, đó, mật mã của mình. Đó, bây giờ mình sẽ nhấn lại nè. Thấy chưa? Mật mã mà luôn. Đó. Thấy chưa? Phải cần cái mật mã mở được nha. Rồi, ok, bây giờ mình đã có cái đường mật mã để mình bỏ bánh kẹo. Bây giờ mình sẽ trang trí đến giường nha mọi người. Đó, phòng ngủ phải có giường ngủ mà mới ngủ được đúng không? Bây giờ mình sẽ trang trí một cái giường xinh xinh nhỏ nhỏ thôi. Đó, mấy bạn dùng giường công chúa hay giường gì vậy? Mình là mình thích giường nữa. Mình là thích giường của Minecraft thì... thôi. Đó, giường bình thường thôi à, bình thường là đẹp nhất. Đó, tụi mình rất là thích. Tụi mình thích giống nhau lắm mấy bạn. Đó, thích giường giản dị thôi, không có cầu kỳ. Đó, đây, rồi bây giờ mình sẽ trang trí đến cái đèn ngủ. Đèn ngủ để giúp chúng mình ngủ dễ hơn á mấy bạn. Đó, đây, bây giờ có một cái bàn để đựng đèn ngủ nè. Đây, đó, đèn ngủ và đồng hồ để mình dậy sớm mọi người ơi.
đây, và một cái đồng hồ để lúc mà mình ngủ muộn là sẽ nhờ cái đồng hồ để mình có thể thức dậy sớm hơn. Đó, rất là nhiều công ích luôn. Đây bên này, đây đó, cái đồng hồ. Cái đồng hồ đó, trời ơi, quá đáng yêu luôn. Bây giờ mình sẽ trang trí để đây là cái chỗ đồ chơi của mình. Đúng rồi, mình rất thích chơi đồ chơi nên mình phải trang trí thật là nhiều đồ chơi trong nhà mình để mình chơi mọi người ơi. Đây mình sẽ bỏ cầu tuột bên trong nhà mình luôn. Đó, cầu tuột là xích đu nè. À, cái gì đó ta, đây bóng rổ. Đó mấy bạn là muốn qua phòng mình chơi cứ qua trong phòng mình chơi nha, tại phòng mình có rất nhiều đồ chơi nha. Đây. Ồ, nghe hay dữ vậy. Tất nhiên rồi. À, hay chưa, mấy bạn muốn qua phòng mình chơi là cái gì cũng có hết. Đây. Đó, phòng mình là như một cái nơi vui chơi giải trí với mấy bạn luôn. Đây cái cầu tuột nè, cầu tuột thì mình để đâu cho nó đẹp ta? Cầu tuột để đây. Đó, thấy chưa? Woo, quá trời thích luôn. Gần đây mình sẽ bỏ thêm nhiều gấu bông, thú bông cho mấy bạn chơi nữa. Đây, chỗ mình như cái nhà trẻ luôn mấy bạn. Trời ơi trời, đây là nhà trẻ, đây là cái nhà trẻ mini của mình nha. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ thêm cái bức tranh nữa cho mấy bạn nào muốn vẽ tranh. Đó, siêu cute, siêu đáng yêu. Đó, rồi. Bây giờ sau khi mình trang trí được cái nơi mà là mình chơi, bây giờ mình sẽ trang trí đến gì ta? Cái chỗ này trống nè. Cái chỗ này rất là trống luôn. Mấy bạn nghĩ là mình nên trang trí cái gì? Đừng quên comment video cho mình biết nha. Đây, bây giờ mình thử nghĩ nha. Trang trí gì ta? Để xem coi. Biết rồi, mình sẽ để một cái bể bơi trong nhà mình, một bể bơi mini. Đó, mình sẽ làm như một khu vui chơi vậy. Đó, cho bạn mình qua là chơi thả thích luôn, không có gì mà phải sợ ngại ngùng hết. Đây, hồ bơi thì cần gì, phải cần có nơi để bơi. Đó, mình sẽ xây một hồ bơi mini dành cho con nít. Trời ơi, siêu đáng yêu luôn. Đây, mình sẽ đào một cái chỗ này á bạn. Ok, mình xong rồi nha. Ủa bạn nhanh dữ vậy? Nhanh nhở. Ôi trời ơi, hồi nhỏ mình được gọi là mama ba ba hay dẫn đi gọi là mình xếp hình Lego lắm, nên mình hay đi xếp mấy cái đồ chơi gọi là nhà cửa với nhau nhiều lắm, nên tôi thích trang trí nhà cửa. Hèn chi bạn kia xây nhanh dễ sợ luôn hà, trời ơi ngang tỉ quá nha. Đây rồi, bây giờ mấy bạn mà cứ chán là qua nhà mình chơi, nhà mình bảo đảm mấy bạn mà không vui là dễ khỏi túi tiền luôn á. Nè, không vui là không về luôn. Đây cái bể này bị bơi mini đó, mình sẽ bỏ nước vô nè. Đó rồi. Ủa mà nhà của bạn là Simi là bạn trang trí theo phong cách gì vậy? Đó thì trang trí theo phong cách dễ thương khu ta. Ồ, thích nữa nha, tía mà rất hóng chờ qua nhà bạn á. Đây còn bạn có mua trang trí theo phong cách gì vậy? Mình không biết này, mình cũng không biết. Gì mà chứ không biết luôn hả, kỳ vậy? Thế là mình trang trí theo phong cách gì luôn á. Đây, trời ơi, cho bể bơi mini ấy bạn. Mình sẽ bỏ thêm cái ghế nè, cái ghế đó bạn. Đó, đây là như đi nghỉ mát vậy. Đó, phòng mình là cái gì cũng có hết. Đó, vui chơi, giải trí dòng coi. Mình sẽ lấy cái ghế, mình sẽ lấy cây xanh biển nè. Và cái ghế màu xám của mình, ghế nào màu xám ta? Đây, mình lấy màu đen đi, tại màu xám còn không có các bạn ơi. Đây, đó, trời ơi, đầy đủ. Thấy chưa, trời ơi nghỉ mát summer chưa. Đây thêm cái dù, thêm cái dù bảy sắc cầu vồng. Mình mới thích có dù bảy sắc cầu vồng ta. Đây có. Trời ơi tuyệt vời, ông mặt trời liền quá. Từ mình sẽ xích cái này qua đây tí để nó bị choáng mọi người đó. Wow, thích chưa, có nơi bơi nè, có nơi để mấy bạn chơi xích đu nè, chơi cái này chơi cái kia nè. Đó, mình rất thương mấy bạn luôn, nên mình muốn các bạn qua nhà mình chơi lúc nào cũng có đồ chơi để chơi hết. Để coi, cái này mình sẽ nhét hết nè. Đó, cái gì chơi được thì mình nhét vào đây luôn. Đây, cái này là cái này để đu tay đúng không ta? Nó wow. Quên, điều quan trọng mình phải làm gì mà bạn? Mình phải nhét bánh vào cái trong cái rương bí mật của mình. Đó, mình không thể nào để anh hai gọi là lấy bánh của mình được. Đây, mình sẽ để quá trời bánh luôn. Bánh kem nè, cái gì bánh là mình liên quan hết. Đó, mình sẽ lấy tất cả cái gì liên quan đến bánh kem mình nhét vào đây. Để anh hai không bao giờ biết cái bánh kem mình giấu ở đâu luôn. Và nếu có biết thì cũng phải nhận từng mật khẩu bạn ơi. Trời ơi trời, anh hai bây giờ gì ta? Trời ơi thua xa em rồi nha, nên không bao giờ ăn cắp bánh của em được đâu nha. Liêu. Thông minh quá à. Tất nhiên rồi, đây mình lưu lại rồi. Đây quên 1 2 3 nè. Đó, mật khẩu nè. Đây, đó rồi, giấu bánh kem vô đây. Trời ơi trời, không còn ai có thể lấy được bánh kem của mình. Rồi bây giờ mình đã trang trí xong cái hầm bí mật baby của mình rồi. Có mấy bạn xong chưa vậy? Mình xong rồi nha. Xong rồi. Xong rồi. Mình cũng xong bây giờ, rồi. Bây giờ tụi mình cùng ra nha. Trời đất ơi trời, mình ra đây mình ngắm mặt anh hai mình buồn mấy bạn. Sao anh hai mình nói đẹp quá mọi người. Ôi trời, anh hai cậu lúc nào cũng cười hết trơn á, chắc anh hai lúc nào cũng vui hết đó. Đúng rồi, nhìn cười tươi là mình biết rồi đó. Ok, rồi bây giờ mình chấm điểm nha các bạn. Bạn cá môi xong chưa vợ? Đây chấm điểm nè. Đây mình xong rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chấm từ bạn nào chứ, bạn muốn trước nè. Của mình, nhà của mình. Ủa từ từ mấy bạn có cái thảm không, mấy bạn không nói mình. Từ mình lấy cái thảm cho giống mấy bạn nè.
đây cái thảm nè, đó để cái thảm chất đó, okay, đó có cái thảm rồi nha. Rồi đây đây, mình xin trân trọng giới thiệu với tất cả mọi người, đây chính là căn phòng siêu cute của tớ. Đâu là màu xanh luôn nha. Trời ơi, xanh ngắt luôn nè, cái gì cũng xanh luôn. Ở đây nè, chỗ này mình sẽ cất đồ ăn bí mật, người ta sẽ không biết đây là cái chết đâu. Đúng rồi, cái này với cái xanh nhà cái thảm ấy. Ở cái này cho cái thảm luôn, không ai biết đâu. Wow, đặc biệt bên cạnh chỗ ngủ của tớ có cả đồ ăn siro này, có cả mật ong này, có cả bánh kem nữa. Trời ơi, thích quá nha. Nhìn thích quá trời, mình còn mê đó. Mấy bạn thấy ngôi nhà màu xanh gì đó, không biết mặc màu xanh của bạn Mezumi bao nhiêu điểm, đừng quên kiếm điểm cho mình biết nha, cho mình thấy đẹp lắm luôn á. Rồi ok, bây giờ qua nhà của bạn Camui nè, nhà không biết mặc không Camui sao nè. Rồi đóng cửa lại nè, đó rồi. Mời các bạn vào. Ôi cũng xanh ngắt luôn nè, xanh quá trời luôn. Trời ơi trời, đẹp chứ ha. Wow, nghệ thuật Minecraft. Ủa xanh gì đây? Đúng không lỡ vậy? Ôi hôm nay á, tớ sẽ là phong cách nghệ thuật. Ở đây tớ có vẽ tranh nè, xong ở đây tớ có cả chơi là chơi guitar luôn. Bạn nào chơi thì tớ mạnh mẽ quá vậy. Trời ơi, phong cách mạnh mẽ nha. Trời ơi, vừa làm nghệ thuật mà vừa làm nghệ sĩ nha. Trời ơi, máu nha, máu nha. Đây, nguyên một ngôi nhà với màu xanh lè lè của bạn Camu. Trời ơi, nhìn rất đơn giản, nhìn rất là có máu nghệ sĩ. Các bạn ơi, đừng quên chấm điểm cho bạn Camu nha, chứ mình thấy mà thích rồi đó. Đây, trời ơi, đây, đây, để nhà của mình, nhà của mình rất đặc biệt luôn mấy bạn. Đó mấy bạn coi đây. Và thì đầu tiên mình chỉ muốn nói là mấy bạn nhìn cái cửa trong suốt của mình không? Nó rất đặc biệt luôn. Bây giờ mấy bạn vô đi. Mấy bạn đóng cửa lại, mấy bạn nhìn hướng này đi. Tớ biết rồi nè, cái này cậu có thể nhìn được anh hai đúng không? Đúng rồi. Mình cảm giác mình bất ngẫu mấy bạn, nhưng mà không sao, mình sẽ luôn nhớ về anh hai của mình đó, anh hai dễ thương của mình. Còn đây, nguyên một căn phòng của mình, bạn ơi chơi thoải mái, thoải thích gì không? Đây là đây chơi xích đu nè, đó. Đây chưa? Xích đu nè, đây xích đu cầu tuột bên này nè. Đó, các bạn thấy thích chơi cầu tuột, đây mình lên chơi cầu tuột nè. Đây. Đó, thấy chưa? Ưa chơi gì chơi các bạn. Ui, bạn Simi đang chơi xích đu nè, còn mà bạn Camu đang chơi cầu tuột nè. Đó, quá trời đồ chơi luôn. Có bạn thích hãy qua đây tắm biển cầu mình. Đó, thấy chưa? Thích chưa? Có biển để tắm luôn hả? Thấy chưa? Đây bạn ngồi đây, ngồi đây đi, mát mà. Sammy như như là một cái khu vui chơi luôn á, trời cái gì cũng có hết trơn. Đúng rồi, mình muốn gặp mấy mặt của mình là khu vui chơi các bạn. Đó, trời ơi, thích quá trời đất, các bạn thấy thích không? Thích không? Thích lắm luôn. Và đây, thích lắm luôn, có đồ chơi là tớ thấy cả. Và đây, nơi mình giấu bánh kẹo của mình là ở đây để bạn tan 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 tan. Tan. Thấy chưa? Thì bạn không thể nào mở được. Ủa, cái này thì còn phải nhập mật khẩu luôn. Ủa, sao bạn mở được vậy? Có phải ở trong đây còn có 64 cái bánh quy, 2 cái bánh kem, 1 cái bánh sô cô, 2 cái bánh sô cô. Ủa, sao bạn mở được vậy? Nè, hay vậy, ôi. Không biết nữa, tự nhiên mình mở được ý. Trời ơi trời, đây không sao, bây giờ vấn đề bây giờ tụi mình bây giờ cùng ăn bánh kem nè mọi người. Đây mình sẽ lấy bánh kem với bạn ăn nha. Đó, bây giờ không còn anh hai nữa rồi. Đây, bánh kem nè, bánh kem nè. Đây từ từ. Đây bánh quy nè, đó các bạn ơi. Đó, đây. Trời ơi trời, bây giờ mình tụi mình ăn thỏa thích mà không sợ ai làm phiền luôn mấy bạn. Nhưng mà các bạn ơi, bây giờ mình cảm giác vẫn còn ức ức mấy bạn. Bây giờ tụi mình có nên trả thù anh hai mình không ta? Trả thù nên trả thù không? Trả thù đây. Không? Tính là anh hai toàn đi ăn bánh của tụi mình không mà không bao giờ đúng trả rồi. Cho tụi mình phải trả tụi mình thù, quá là hiền luôn mọi người. Bây giờ tụi mình phải lập ra một kế hoạch để trả thù anh hai, để anh hai từ nay chỉ phải sao không bao giờ dám ăn bánh kem của ba chị em mình nữa. Mấy bạn chịu không? Chịu đi thôi. Ok, bây giờ mình đã có kế hoạch, các bạn đi theo mình thôi. Ok, bây giờ tụi mình cùng trả thù anh hai thế nào. Let's go, đi thôi anh hai, anh hai, anh hai, anh hai. Rồi thì tụi mình đã chuẩn bị xong một cái bẫy cho anh hai mọi người ơi, cho người anh hai xấu xa hai mang tụi mình. Đây mọi người thấy không, mọi người thấy không? Ôi trời ơi, cái này hình như hơi ác hay sao ấy, trời ơi, đăng xuất luôn khỏi thế giới luôn đó. Trời ơi, đăng xuất khỏi thế giới. Không sao, không sao, anh hai mình đã bắt nạt mình nhiều này rồi, mình lâu lâu mình cho anh hai đăng xuất khỏi thế giới có một lần có gì đâu đúng mấy bạn, đâu cái hố rất là sâu luôn các bạn thấy không? Trời ơi, rớt xuống một phát là gì ta, lên cung trăng gặp chị Hằng luôn á. Đó các bạn thấy không? Cái gì vậy bạn, rất rét hả? Mình muốn thử cái món đồ này có trở lại không, nhưng mà tụi mình ném rồi nó biến mất không đó. Thì đây muốn thực hiện màn cho này, mình đã chuẩn bị xong cái đó này mấy bạn. Đây bạn thấy không, bây giờ có một bạn sẽ là làm rào xung quanh này cho mình nha, rào xung quanh kiểu này nè. Đó, để một chỗ hở thôi, bây giờ bạn cái mua làm này nha. Đây
Đó, rồi ok. Bây giờ nha, bạn Simmy nha, bạn sẽ rắc cái bánh quy này từ đây đến nhà anh hai mà nha. Đây mình nha, nhìn mũi bạn ạ. Đó. Còn đây là nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của mình là nhiệm vụ rất là quan trọng luôn. Đó, từ từ để mình. Đây. Anh hai mình mà chỉ cần bước vô đây thôi là trời ơi banh xác mọi người ơi. Đó, thấy chưa? Không có dễ đâu, để mình. Đó. Đây, rồi bây giờ mình sẽ đặt một cái gỗ lên đây. Đây, mình sẽ đặt đây. Đó. Anh hai mình mà chỉ cần dập một phát thôi ha. Trời ơi, không còn gì mà nói nữa bạn ơi. Đây, mình sẽ để một cái bánh quy ở đây. Ở giữa đây nè. Đó. Chuẩn xác kìa, từ từ, chưa giữa lắm. Thớ bảo, đặt cái bánh gato. Ồ ha. Xuống một cái là xong luôn rồi. Ồ ha, mình quên. Đây, mình lấy bánh gato. Đây, cái bánh này là siêu to khổng lồ luôn. Hay ê, hay là mình đặt bánh cưới à. Đặt bánh này đi. Bánh này cũng được, không được bánh cưới đâu. Rồi. Đây. Thôi ạ, đừng có đạp này nha, đạp này nguy hiểm lắm á. Đây, rồi. Thôi, tớ sẽ quậy luôn lại. Tránh xa. Ok, từ bên mình sẽ review nha. Đây, thì tụi mình đã làm xong cái bẫy dành cho anh hai xấu tính của tụi mình nha mọi người. Đây, thì chắc chắn anh hai sẽ bị mắc cái bẫy luôn mọi người. Bây giờ tụi mình phải đi trốn để tí nữa anh hai. Hồi nhưng mà thấy anh hai đầu kia mọi người. Đi trốn, mày ra. Đi trốn, các bạn ơi. Đây. Đó, mình thấy anh hai ủ của mình rồi kìa. Đó, bây giờ đang người mù đang. Bạn Simia vô đây trốn này thấy không? Đúng rồi. Anh hai của mình thấy chưa? Ngửi mùi đồ ăn á. Anh ở trước nhà rồi, đảm bảo anh hai của bà cũng sẽ ngửi thấy thôi. Thấy chưa? Anh hai mình ăn á, chỉ cần ngửi thấy mùi bánh kem hay bánh ngọt á là ngửi tới liền, đi tới liền. Thôi chưa? Thấy bánh cái là đi ra luôn kìa. Thấy chưa? Ham ăn chưa? Trời, thấy chưa mọi người? Không được kiểu gì cũng đi theo cái bánh bạn xin cắt ra xong rồi đi vào cái bánh kia là... Trời. Mùi gì thơm quá ta. Từ xem coi. Wow, trời ơi, hình như là bánh quy. Bạn thấy chưa? Bánh quy mà ai đi mua ngoài siêu thị xong rồi làm rơi ngoài đây vậy trời. Thiệt là phí phạm quá đi. Không ăn là không được. Trời ơi, lụm. Thấy chưa? Ôi, nhiều bạn quá, thấy nhiều chưa? Chóng. Nắp vô. Thấy chưa? Trời anh hai ăn ăn. Ấy, anh hai đâu? Ui thầy cái bánh ngon nhất kìa. Ôi trời ơi, trúng bánh rồi. Trời ơi, ở đâu ra quá trời bánh quy. Trời ơi, chỗ này nguyên cái bánh kem to đùng nữa. Cây này là mình gọi là nó rồi. Trời ơi, bánh ơi. Rồi sao? Anh hai mập ốm. Lê, từ từ mình quay coi. Từ từ, anh hai ơi. Trời, đang suốt rồi, anh hai đang suốt rồi. Trời ơi. Nhau cái tôi biết mà. Anh trai bé của mình đã đang suốt khỏi thế giới rồi. Cái đồ mập ốm thấy chưa? Thấy chưa mọi người thấy không? Trời, hôm nay mạnh cho của tụi mình mà người thấy cái hay không? Đừng quên các bạn video cho tụi mình biết cho tụi mình thấy quá trời hay luôn. Không ăn được bánh kem mà còn bị rớt xuống. Trời ơi, đáng đời đồ leo. Đây là cái tội cho những người ham ăn mấy bạn. Đó, mấy bạn đừng nên ham ăn nhanh trai nha. Xấu tính nhanh trai là không được nha. Đó, thì mấy bạn thấy là căn hầm bí mật của ba chị em baby của mình có dễ thương hay không? Đừng quên các bạn video cho biết nha. Chị mình nghĩ là hôm nay video mình ngày thôi. Thôi bây giờ tụi mình về nhà ăn bánh tiếp nha. Mình có rất nhiều bánh cho mấy bạn ăn luôn, được không? Đi ăn nha. Thôi, đi về thôi.